Chào tất cả mọi người, quay trở lại kỷ niệm vô giá nha. Giờ mình đầu tiên mình sẽ review cái mì tiểu nhị này, sốt spaghetti này, bò sốt chua cay nha. Bây giờ mình sẽ để trong hộp nén được mà mình đổ ra tô này, mình làm cho mọi người xem cho nó tiện nha. Bóc này đây. Giá của nó là 13.200 nha, mình sẽ tí không nhìn thấy giá nha, mọi người biết nha. Mọi người để ở đây cũng được, nó cũng có chỗ thoát nước hết, nhưng mà mình làm vào cho tiện cho mọi người đỡ phải đợi video của mình nhé. Rồi mình sẽ cho vào đây. Đó. Mình sẽ cho hai cái mì này với lại này, cái gói này vào tô trước. Đó. 13.200 một gói như vậy. Rất nhiều gia vị để trộn nha. Này là mì trộn khô á, giống như mọi người hay gọi là mì xào á. Đúng quá. Đây, cái gói hành tỏi, ngô cộ sấy, cho đây nha. Mọi người có thể cho gói này vào đây không nấu nước cũng được, và mọi người để không giống mình cũng được nha. Tí mình cho sau. Đó, giờ mình sẽ đổ nước vào đây. Cho nó sấp cá này cho nó mì nở ra nha. Cái này mọi người phải đợi trong tầm 4 phút nha. Đó. Rồi sẽ đậy lên, đậy nha. Đậy vào nha. Rồi, giờ mình sẽ review cho mọi người xem nha. Đây nè. Cái này là mì sốt bò chua cay spaghetti nha, tiểu hương vị của tiểu nhị. Cái này mì Ý trộn khô nha này. Thì rất là ngon này, úp 4 phút này. Có hình quả cà chua này, đấy. Khối lượng là 105g nha. Đó, các bước làm này, cho vắt mì với gói rau này, cái này gói rau này. Còn mình không thích ăn chín kỹ, mình để sau. Xong rồi chế 4 nước sôi đậy trong 4 phút nha. Xong rồi chắt nước ra, nè, chắt nước mọi người có thể bỏ vào này. Mọi người gạn theo cái lỗ này ra, hai đầu đều gạn được nha, đó. Rồi cho hết nước trong tô qua cái lỗ này, đó, giống mình vừa chỉ ấy, đó. Xong rồi mở nắp cho hết gói sốt và trộn đều là thưởng thức một tô mì tuyệt vời nha. Thành phần gồm có là bột mì này, dầu thực vật này, tinh bột khoai mì này, bột nếp này, tinh bột khoai tây này, muối này, chất tạo xốp này, chiết xuất nấm men này, chất làm dày này, chất chống oxy hóa này, chiết xuất quả dành dành này, chất tạo màu robilavin tự nhiên nha. Các gói gia vị này gồm có hành tây này, dầu thực vật này, cà chua cô đặc này, tương ớt này, đường này, nước tương này, nước này, cà chua tươi này, chất điều vị này, muối này, rau sấy này, là gồm có cà rốt với hành lá này, rồi thịt bò này, bột ớt này, dịch chiết thịt bò này, chất làm dày này, chất điều chỉnh độ axit này, chất bảo quản này, chất tổng hợp màu paraquat oranxit tự nhiên này, chất tạo ngọt olanzumel prosum tổng hợp nha. Sản phẩm có chứa nguyên liệu nguồn gốc từ lúa mì và đậu nành đó. À, đây hẹn sử dụng nó ở đây. Mùng 7 tháng 4 2022 đến mùng 7 tháng 10 nha, là 6 tháng. Đó, giờ mình sẽ lấy mì ra nha. Đó. Mình đã đó. Đó, mình sẽ lấy từ đây qua đây. Đây này, ở trong hộp nó có một cái dĩa nữa nha. Dĩa để ăn mì. Nên mình sẽ xài cái này. Đó. Đó, mình nhìn thấy không? Hay mình để cái tô trắng này cho mọi người dễ nhìn nha. Mình sẽ đổ nước đi, mình làm trong tô trắng này cho mọi người dễ xem. Đó, mình đổ đây đi. Mọi người dễ nhìn, cái này nó hơi sâu. Giờ mình sẽ cho gói rau sấy này vào nha. Cà rốt với hành. Đó là một gói. Xong cái gói này là sẽ là gói súp hay gì đây này. Cái nước nó đặc đặc. Đó. Đổ vào nha. Cái này nhìn giống cái gói của mì bò rau thơm ấy. Cái là súp dầu ớt hay là dầu điều gì này. Rất là thơm, đậm đặc nha.
ăn cay cay, ăn giống như mùi quả sốt mì tương đen đấy, và cũng là gói sốt luôn. Đổ hết vào. Đấy, cái này nó là bột ớt đây xem này. Thấy hai gói màu gần giống nhau, một cái là đậm đậm hơn, một cái thì đỏ hơn nha. Này sẽ nước sốt của thịt bò nhất gì này. Mọi người nhìn hai màu khác nhau, một cái đen thui đậm, còn một cái màu đỏ đỏ giống sa tế. Đến nửa. Cái này là cả sốt sau là giống sốt của thịt bò á, thơm lắm. Mình trộn đều đi. Nhìn ngon quá, thơm phức à, thơm giống y mùi của mùi của bò rau thơm ấy, nhưng mùi thơm này nó đậm đà hơn nha. Đúng là mì sốt spaghetti là sợi mì nó bự hơn. Mọi người mà thích cho ít nước vào nước cũng được, mọi người ăn giống mình luôn cũng được nha, mỗi người ăn mỗi kiểu. Mình review thì mình review đúng theo cái khẩu vị của mình nha, mình sẽ làm. Đó, mọi người nhìn nước sốt đã không, sệt thật sệt lại ngon, cực kỳ thơm mùi thịt bò luôn nha. Mọi người miếng này, nó sợi mì vàng óng ngấm rất là đều gia vị này. Sợi mì vừa chín tới dai, có vị hơi the the. Cái nước của bò rất là thơm, ăn cực kỳ ngon luôn nha. Ăn giống vị của bò à. Bò hầm á, cực kỳ ngon luôn. Đãi đời luôn nha. Ăn rất là ngon, độ cay cũng vừa phải, không cay lắm. Mà cái sợi mì của nó dai, rất là dai, ăn rất là ngon. Còn cái bò với là cái nước sốt này này, cực kỳ đãi luôn. Ăn rất là ok nha, ngon tuyệt của Phú Mèo luôn á. Mọi người mua và dùng thử ngay nha, cho mình cảm nhận. Mọi người đã xem thì nhớ like đăng ký kênh cho mình nha. Xin chào mọi người trong video mới nhất nha.